Bí ẩn cầu thang giữa rừng, liệu con người đã tìm ra con đường đến chiều không gian khác? Những chủ đề kỳ bí rùng rợn hay tâm linh luôn là đề tài muôn thuở khiến cả nhân loại tò mò và sợ hãi. Bạn đã bao giờ lạc trong rừng và tìm thấy những chiếc cầu thang được xây một cách vô cùng kỳ lạ hay chưa? Nó giống như chiếc cầu thang của nhà bạn, cắt riêng nó ra và đặt giữa rừng. Những chiếc cầu thang được xây với nhiều hình dáng, chất liệu, thậm chí thời gian được xây dựng cũng khác. Nhưng chúng đều có điểm chung, chính là tại bậc thang cuối cùng dẫn tới một khoảng không. Có vô số câu chuyện kỳ bí xung quanh hiện thực này. Hãy cùng DHT Story khám phá về bí ẩn những chiếc cầu thang giữa rừng nhé! Khắp các khu rừng tại Mỹ luôn được đồn đại về truyền thuyết. Nếu bạn đi trong rừng đủ lâu, sẽ bắt gặp một chiếc cầu thang kỳ lạ mọc ra giữa khu rừng. Nhiều người cho rằng những chiếc cầu thang chính là phần sót lại của ngôi nhà bị phá rỡ. Nhưng điều khó hiểu là chẳng có ai lại xây một ngôi nhà giữa rừng, và nếu có thì xác suất để chủ căn nhà phá bỏ cả ngôi nhà mà để lại duy nhất chiếc cầu thang là gần như bằng không. Thêm vào đó, một số chiếc cầu thang làm bằng đá vô cùng cổ xưa, nhưng một số khác lại là cầu thang hiện đại như mới xây từ vài thập kỷ trước. Theo một vài cá nhân nói, mình từng thấy chiếc cầu thang kỳ lạ đó. Họ kể rằng không có bất kỳ móng nhà hay bất kỳ phần sót lại nào của một ngôi nhà. Cứ như thế, có ai đó đã mang chiếc cầu thang ra và đặt trong rừng. Một số chuyện kỳ lạ đã được cho là đã xảy ra xung quanh hiện tượng này, bao gồm xuyên không sang một thế giới đáng sợ, xuyên thời gian hay gặp một số sinh vật bí ẩn khác. Vào khoảng tháng 8 năm 2015, một người dùng Reddit tự nhận mình là viên cảnh sát chuyên đảm nhận những vụ mất tích bí ẩn trong rừng đã kể lại câu chuyện của mình. Đây sẽ là câu chuyện cuối mà tôi kể cho các bạn, và có lẽ nó là câu chuyện kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp. Được rồi, tôi không biết liệu chuyện này có được áp dụng với tất cả các đội SAR, đội tìm kiếm và cứu trợ khác hay không, nhưng trường hợp của tôi, đội chúng tôi đã gặp phải một trường hợp khá là không bình thường. Bạn có thể thử hỏi những sĩ quan SAR khác về việc này, nhưng kể cả khi họ biết rằng bạn đang nói về việc gì, thì có lẽ họ cũng sẽ không hé lộ bất cứ điều gì đâu. Chúng tôi đã được cấp trên bảo rằng không được nói vấn đề này ra bên ngoài. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã quen với chuyện này, đến nỗi chúng tôi không còn cảm thấy nó kỳ lạ. Trong hầu hết những vụ án mà chúng tôi phải đi thám hiểm sâu vào trong thiên nhiên, ý tôi là khoảng tầm 30 hoặc 40 dặm gì đó, đến một thời điểm nào đó thì chúng tôi sẽ tìm thấy những bậc cầu thang giữa rừng. Nó giống như bạn lấy cầu thang trong nhà bạn, cắt riêng. Từ một căn cabin cũ giữa rừng. Trong những câu chuyện, chiếc cầu thang được tìm thấy trong khoảng 10 dặm. Đây là khoảng cách lý tưởng cho việc xây dựng những chiếc cabin giữa rừng. Cầu thang thường được xây dựng từ đá, gạch, cốt thép, vô cùng chắc chắn so với chất liệu gỗ của cabin. Dù hiện tượng cầu thang giữa rừng này có thật hay chỉ là một hiện tượng giả tưởng đáng sợ, thì câu chuyện về nó vẫn vô cùng thú vị phải không nào? Nếu lần tới bạn đi dạo trong rừng, nếu thấy chiếc cầu thang kỳ lạ nào mà bậc thang cuối cùng dẫn đến hư vô thì đừng chần chừ mà chạy nhanh đi nhé. Và nếu bạn cảm thấy câu chuyện này thú vị, hãy bình luận bên phía dưới và theo dõi thêm nhiều câu chuyện thú vị từ DHT Story nhé.